Xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Nguyễn Bảo Quân, là đội trưởng của đội Futsal Thái Sơn Nam cũng như là đội tuyển quốc gia. Chào mừng các bạn đến với phòng truyền thống của câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Qua quá trình hình thành phát triển hơn 12 năm thì chúng tôi cũng đã giành được rất là nhiều thành tích trong nước cũng như là quốc tế. Đây là những cái cúp chúng tôi đã giành được. Đây là cúp giải Futsal toàn quốc năm 2008. Và đây là năm 2010, năm 2012 và năm 2013. Năm 2013 thì là một cái giải rất là đáng nhớ đối với tôi. Thì ngoài cái chuyện chúng tôi đã giành được chức vô địch thì tôi cũng đã giành được cái giải cầu thủ xuất sắc nhất. Đấy, thì ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái cúp mà những cái các cái giải ở trong nước. Đấy, thì sắp tới thì đội tuyển quốc gia thì cũng đã có huấn luyện viên mới, thì trải qua những cái giải đấu mà SEA Games chúng tôi cũng đã thất bại trước Thái Lan, rồi là giải quốc tế chúng thi đấu cũng là rất là tốt, trước Brazil chúng ta cũng đã có chiến thắng. Thì qua những cái giải đấu như thế chúng tôi cũng đã trưởng thành lên rất là nhiều. Mục tiêu sắp tới của đội tuyển quốc gia là vòng chung kết châu Á, chúng ta sẽ cố gắng đặt mục tiêu là vào đến tứ kết. Thì tôi cũng là rất là mong muốn và sẽ cố gắng làm sao để tập luyện và thi đấu thật tốt. Các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái cờ mà chúng tôi, cờ của các câu lạc bộ mà chúng tôi đã từng đối đầu. Câu lạc bộ Tây Ban Nha, câu lạc bộ của Nhật Bản, Brazil và Thái Lan cũng như là rất là nhiều các câu lạc bộ khác. Thì qua đấy thì chúng tôi cũng đã rút ra rất là nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn rất là nhiều. Cũng như là về phía đội tuyển thì chúng tôi cũng đã từng được thi đấu cùng với rất là nhiều đội bóng mạnh trên thế giới cũng như là trong châu lục. Có thể nói đây là Italia, Nhật Bản và Australia và những cái đội ở trong châu lục thì như là Malaysia hay là Indonesia hay Kuwait hay là Liban. Trong cuộc đời và cầu thủ của mình thì có thể nói là cái mà bóng đá nó cũng đem lại rất là nhiều nhiều điều cho bản thân mình. Thì cái mà mình cảm thấy hài lòng nhất là mình chơi bóng đá với cả những cái niềm đam mê và những cái khát khao để mà cống hiến cho cái môn futsal này. Hy vọng câu lạc bộ futsal Thái Sơn Nam cũng như đội tuyển sẽ phát triển nhiều hơn nữa, và đặc biệt là đội tuyển quốc gia sẽ vươn ra tầm châu lục trong một tương lai không xa. Xin chào các bạn.